lo xa lắm. Em học á, là em suy nghĩ là giờ lớp 11 là em suy nghĩ là sau này em học đại học. Em tìm hiểu là trường, em tìm hiểu là ngành ngành nào, và em tìm hiểu nhất là tìm hiểu kỹ nhất là cái học phí. Ban đầu là em định học bác sĩ luôn đó, nhưng mà tại vì em hơi nhát, em nhát máu rồi lắm, nên là thôi em sẽ học ngành dược. Nhưng mà cái mẹ em với nội thì không có khả năng, nên là em nghĩ là thôi chắc mình gạt cái ước mơ của mình qua một bên, mình học quản trị kinh doanh hay là mình học ngành nào mà nó rẻ thôi. Mà em cũng suy nghĩ là nếu mình học kinh doanh á, thì nó cũng đại trà thôi, thì em cũng có mong muốn nếu mà học kinh doanh em sẽ học lên lên cao nữa đó, nếu như mà có điều kiện nha. Giờ nội em là cũng già nên là em muốn là sau này là mình sẽ có một cái nghề ổn định, không phải là ổn định nữa mà nó phải cao một chút để giúp đỡ cho bà nội với lại mẹ. Đây không đơn thuần là ước mơ, mà là một định hướng rõ ràng của cô bé chỉ mới 17 tuổi. Với thành tích học sinh giỏi suốt mười mấy năm liền, những tưởng Phan Hoàng Gia Hy sẽ dễ dàng chạm tay đến cánh cửa đại học. Thế nhưng mọi thứ dường như chững lại khi không may em mắc phải một căn bệnh hiếm gặp. 2 năm trước, Gia Hy phát hiện vùng hậu môn và âm đạo có những biểu hiện lạ, ngày càng sưng đau và rò rịt, khiến việc đi đứng sinh hoạt của em khá khó khăn. Vì sợ gia đình lo lắng, Gia Hy đành chịu đựng và giữ kín hơn nửa năm trời. Lúc gia đình phát hiện, vết thương đã viêm nhiễm nặng. Sau khi khám bệnh và được chẩn đoán lao âm hộ, đây là một căn bệnh hiếm nên Hy phải điều trị liên tục trong vòng 14 tháng. Đến tháng 2 năm 2023, kết quả xét nghiệm cho thấy em đã hết vi khuẩn lao, thế nhưng vết thương vẫn còn sưng to và rò dịch. Nhận thấy đây là trường hợp phức tạp, hiếm gặp, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn liên viện để đưa ra hướng điều trị tiếp theo. Gần đây là khi mà bị bệnh thì em mới nghỉ học như vậy. Lúc chưa bị bệnh là chưa bao giờ em nghỉ học, đi học lúc nào cũng đủ. Nên là em không muốn nghỉ. Ban đầu thì bác sĩ cũng nói là chỉ cần uống mà nó hết lao thì nó sẽ hết sưng này kia, là nó hết. Với lại mấy cái lỗ rò ở trong là nó cũng sẽ tự đóng lại thôi. Nhưng mà không ngờ là nó nặng quá, nó vẫn không đóng đường rò, nó vẫn sưng âm đạo. Bác sĩ Hùng Dương xét nghiệm rồi coi này kia thì mới thấy là tử cung thì nó bình thường, và nguyên nhân chính là do áp xe hậu môn. Nên là lúc đó mới gọi bác sĩ của mấy bệnh viện lại hội chẩn. Thì bác sĩ bên Đại học Y Dược mới nhận, rồi mới chuyển qua đó điều trị. Gần đây thì bé xuất hiện những cái khối sưng quanh hậu môn và chảy dịch, đồng thời kèm theo những cái tình trạng rò rỉ phân từ trực tràng qua bên âm đạo. Chính vì vậy mà chúng tôi phải nhận bé về bệnh viện Đại học Y Dược để điều trị. Thì vì bên tôi thì có đầy đủ chuyên khoa để điều trị cái bệnh này cho bé. Theo đó, Gia Hy phải trải qua ít nhất 3 lần phẫu thuật. Chi phí mỗi ca phẫu thuật khoảng 20 đến 25 triệu đồng. Chưa kịp vui vì tìm được hướng điều trị tốt, Gia Hy và gia đình lại sợ không thể tiếp tục chữa bệnh vì chi phí vượt quá khả năng. Gia Hy mồ côi cha khi vừa 7 tuổi. Hiện tại em sống cùng bà nội và người cô mắc bệnh tâm thần trong căn nhà nhỏ hẹp, chiều ngang vỏn vẹn 2 mét. Dù đã 72 tuổi, nhưng bà nội vẫn ngày ngày tích góp từng đồng từ quầy bán cà phê trước nhà. Mẹ Hy dù có gia đình riêng nhưng cũng chắt chiu để giúp em chữa bệnh. Gia đình Hy thuộc diện khó khăn nên xóm giềng luôn đùm bọc giúp đỡ từng bao gạo, hũ đường, đến cả chiếc điện thoại thông minh mà hiện tại em đang dùng để xem các bài giảng trên mạng, bổ sung cho vốn kiến thức mà em bỏ lỡ trên lớp trong thời gian điều trị tại viện. Hồi đó đó là bà đi đó là bán cà phê nước ngọt ở tại nhà, nhưng mà bây giờ ế quá, ngày bán được có 1 ly 2 ly à. Có khi 2-3 chai nước ngọt, có khi không có. Tại vì bây giờ đó, nó mở siêu thị nhiều quá cho nên là mình bán nó cũng hơi khó khăn. Hôm con Gia Hy nó bị bệnh như vậy á, thì ở xóm người ta quyên góp thì cho nó được là 9.750.000 là để hỗ trợ vô để cho nó nhập viện.
điều trị từ Hùng Dương qua bên đây á, nằm mấy ngày với lại siêu âm, nói chung làm mấy cái xét nghiệm á, thì cũng đã hết số tiền đó rồi. Nên là đến cái lúc mà ngày mổ á, mà đưa cái giấy mà ứng tiền á, để mổ á, thì thực sự lúc đó nhà em là không không ai còn tiền hết trơn. Bác sĩ Ngọc ở trỏng á, thì mới cho là mổ trước luôn. Bác sĩ cho mổ trước xong rồi mới cho mới để mình xoay tiền á. Cái lúc mà em mổ xong rồi thật sự nhà cũng chưa xoay được bao nhiêu hết. Biết hoàn cảnh gia đình Gia Hy khó khăn, phòng công tác xã hội và y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã cố gắng hỗ trợ viện phí đợt đầu cho em với mong muốn giúp gia đình nhẹ đi gánh nặng và mang lại chất lượng cuộc sống tốt nhất cho người bệnh. Hiện tại Gia Hy đã hoàn thành ca phẫu thuật đầu tiên, thế nhưng em vẫn còn 2 lần phẫu thuật nữa. Hy vọng rằng Gia Hy sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn từ cộng đồng để em có điều kiện hoàn tất việc chữa trị và trở lại hành trình tìm đến con chữ. Cầu xin ơn trên đó cho bà đó là có đầy đủ sức khỏe để bà sống thêm vài năm nữa để cho nó học, nó qua lớp 12 rồi tự nó tạo cuộc sống cho nó thì bà mới yên tâm. Đó là điều bà mong muốn nhất trong cuộc đời của bà. Cầu vồng chỉ xuất hiện sau những cơn mưa, hạt mầm chỉ có thể lớn khi được tưới bằng những áp lực của cuộc đời. Hy vọng rằng cô bé Gia Hy ham học, giàu nghị lực này sẽ vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục hành trình chạm đến ước mơ.